Chào các bạn, hôm nay mời các bạn theo chân mình để bắt sâu cho dây bầu và dây mớp của mình nha. Thì vì sao mình biết cái dây bầu nó có bị sâu các bạn? Bởi vì ở đây mình sẽ thấy, mình đứng gần mình sẽ thấy cái phân của con sâu đây. Đây là cái màu đen là cái phân. Và cái đoạn ngắn nhỏ nhỏ ở đây. Cái đoạn nhỏ nhỏ ở đây chính là con sâu. Đây, nhỏ nhỏ ở đây chính là con sâu ha. Con sâu này nó đang nhỏ và nếu mà nó lớn lên thì nó sẽ ăn cái lá bầu của mình ha. Cái loài sâu nhỏ này thường là nó đây ở phía dưới này nè. Wow, nó quá trời luôn. Mình phải tiêu diệt nó, nếu không nó sẽ ăn hết cái lá của mình ha. Đây. Và cái loài sâu nhỏ này thường nó núp kỹ ở bên trong của cái đọt non của cái dây bầu nha các bạn. Wow, đây nè. Nhiều lắm luôn á. Cái trứng của nó nè. Cái phần của nó chứ. Cái phần của nó và này nó thấy mình nó bỏ nó chạy ha. Đây nè, mình phải diệt nó đi, tiêu diệt nó. Tiêu diệt con sâu này chứ không là nó ăn hết cái độc và cái dây bầu không thể nào phát triển được. Mình phải vạch cái độc ra ha. Đây một con nữa nè các bạn. Đây nè. Sâu nhiều quá. Mình phải bắt nó chứ không là nó ăn cái độc ăn cái đọt bầu và ăn cái lá bầu non này thì cái dây bầu nó không thể nào phát triển được. Đây nữa nè. Nhiều lắm. Rồi mình bắt hết cái dây bầu này và bây giờ mình tiếp tục qua cái dây bầu khác ha. Cái dây bầu là bên dây bầu này thì nó đã lớn và nó đã có bông rồi, nó đang vươn lên rất là cao. Mình sẽ kiểm tra cái đọt bầu ha. Chủ yếu là cái con sâu nó tập trung vào cái đọt. Đây nè, đây một con nha các bạn, đây nè. Các bạn thấy ha. Sâu này nó xuất hiện hàng ngày thôi. Thì thay vì mình phun thuốc trừ sâu thì mình sẽ bắt bằng tay thôi, tại vì cái số lượng bầu của mình không có nhiều, mình không cần phải phun thuốc. Phun thuốc thì nó sẽ làm cho ô nhiễm cái khu vực xung quanh của mình sống ha. Rồi cái đợt này chỉ có một con thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái đợt bầu này ha. Wow, cái đợt này vì sao mình biết nó có sâu, tại vì cái phân nó rất là nhiều này. Cái phân con sâu nó để lại màu đen, cái chấm mà đen đốm 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 chấm nhỏ là phần của con sâu ha. Đây một con sâu đang nằm ở đây. Đây con sâu đây ha, mình phải bắt nó ra và tiêu diệt nó. Xem cái đoạn này còn nữa hay không. Rồi cái đoạn này chỉ có một con thôi nhưng mà nó đẻ ị ra phân rất là nhiều. Thì hiện tại bầu mình cũng đã đây. Wow. Ở đây cũng có nó nè. Nó hóa sâu nó tấn công cái dây bầu của mình. Và hiện tại dây bầu mình thì nó đã có bông rồi. Nhưng mà cái bông này chỉ là bông đực rồi ha. Cái bông cái và cái trái thì chưa thấy. Thì cái bông cái và cái bông trái, cái bông cái hoặc là cái trái nó sẽ xuất hiện sau chứ không phải xuất hiện trước cái bông đực. Cái dây mớp đó cũng vậy. Dây mớp của mình thì ở đây là những cái dây mớp của mình ha. Dây mớp của mình thì cũng đã có bông và cả có trái luôn. Thì đây là cái bông đực của dây mớp. Bông này đẹp quá ha, bông màu vàng luôn. Có mấy cánh nè, 1, 2, 3, 4, 5. Bông mớp thì bông đực này có 5 cánh nha các bạn.
Bây giờ mình sẽ tìm cái trái mướp mình quay cho các bạn xem ha. Đây à. Đâu. Hôm trước mình thấy một số trái nhỏ ở đây. Đâu rồi? Đây. Đây, trái mướp nhỏ này, nhưng mà có vẻ như nó muốn hư rồi ha. Nó vàng là nó muốn hư, nó muốn rụng rồi đó. Để xem có trái nào lớn hơn. À đây. Phát hiện một trái mướp lớn nha. Trái này có khả năng là nó sẽ phát triển được nè, nó lớn được nè. Đây các bạn nha. Thì cái bông này là cái bông đực. Còn cái trái mướp mà nó đậu thành cái trái như vậy thì nó mọc ra. Nó mọc ra trực tiếp từ cái thân của cái dây mướp nha các bạn. Đây mọi người xem. Đâu rồi. Đây các bạn xem ha. Đây là trái mướp ha. Nhưng mà từ đây cho đến khi trưởng thành thì còn nhiều rủi ro lắm. Tại vì có khả năng có con sâu nó ăn. Con sâu hoặc là con ong nó chích vào trong trái mướp thì nó làm cho trái mướp cũng bị biến dạng, nó bị cong. Thì hiện tại giờ đây một trái to hơn. Wow, nó khuất với cái lá mình không thấy. Đây. Cái trái này thì nó to hơn cái trái lúc nãy nha. Tại vì nó ra cái sớm hơn. Nó ở cái nhánh thấp hơn thì nó ra sớm hơn. Rồi còn đâu nữa không? Còn đây là những trái nhỏ li ti nha các bạn. Đây. Đây là trái nhỏ li ti ha. Mỗi một nhánh thì sẽ có một trái nhỏ. Đây, nó đang ra này. Đó là những cái trái. Rồi mình xem những cái gì khác nha. Rồi, đây quá trời đọt đang lên luôn rồi ha. Đang phát triển rất là mạnh luôn. Tại vì mấy hôm trước mình có bón phân chuồng cho nó. Cho nên là phát triển rất là tốt. Mà cái dây này. Dây này để xem có cái trái nào chưa. Dây này bông đực là nhiều. Đây là những cái bông đực này kiến nó buồn ha. Đây, bông đực. Bông đực rất là nhiều. Nhưng mà để xem có cái trái nào chưa. Tạm thời để xem. Tạm thời chưa thấy được dây này có cái trái nào. Như vậy là chỉ có mới có một dây có trái thôi. Ơi cúng con. Cúng con. Môi lỗ tìm gì trong đó đó cúng con. Hả? Kiếm chuột hả? Kiếm chuột hay là môi chút nữa sâu vô làm hư cái gốc mướp của tôi. Ôi trời ơi. Đây thường là có rất là nhiều kiến nha, kiến lửa nó bu trên cái đọt mướp. Thì theo cái suy nghĩ của mình á thì mấy cái con kiến này nó có lợi là nó không có phá cái đọt mướp của mình như mấy con sâu nha các bạn. Mà bên cạnh đó thì nó cũng có giúp diệt trừ những con sâu hoặc là những cái con rầy mà nó bám vào cái đọt mướp để nó ăn ha. Điều đó là tốt. Mình đã xong video về bắt sâu và cho các bạn xem hoa mướp và trái mướp và hoa bầu nữa nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt các bạn.